Xin chào quý bạn đã theo dõi video ở kênh YouTube của mình. Và hiện tại thì các bạn đang sử dụng chiếc Kara Hikvision và các bạn đang là thay đổi số điện thoại, thay đổi điện thoại khác hoặc là các bạn cài lại máy. Bây giờ đang không có phần mềm để chúng ta xem thì chúng ta sẽ phải cài đặt phần mềm gì. Thì thứ nhất thì các bạn sẽ nếu phần mềm với Kara Hikvision thì các bạn sẽ tải giúp mình cái phần mềm là HIK Connect. Các bạn sẽ vào Apple Store với điện thoại iOS, còn Android thì các bạn sẽ vào CS Play để chúng ta tìm phần mềm nó là HIK Connect. Là các bạn sẽ chọn phần mềm HIK Connect này. Và các bạn sẽ bấm chữ tải về và bớt dung lượng nữa. Và khi các bạn đang quá trình đợi tải này, phần mềm HIK Connect ở trên điện thoại đang tải về cho các bạn. Đây là cái phần mềm HIK Connect để chúng ta xem chiếc camera hay đầu ghi của Hikvision. Khi các bạn thay đổi điện thoại hay là cài lại điện thoại thì chúng ta sẽ cài dùng lại cái phần mềm nó là HIK Connect ở trên điện thoại. Với trên điện thoại iPhone thì các bạn vào Apple Store, còn trên điện thoại sẽ Android thì bạn vào CH Play tìm kiếm phần mềm là HIK Connect. Và các bạn bấm chữ mở lên. Và các bạn bấm OK. Và các bạn bấm cho phép khi sử dụng ứng dụng. Cho phép. Cho phép. Bên đây thì các bạn gạt từ phải sang trái. Và chúng ta bấm chữ bắt đầu. Và các bạn bấm chữ đồng ý. Bên đây thì các bạn đang ở khu vực Việt Nam thì các bạn bấm đồng ý. Các bạn bấm đồng ý. Đến bước này thì là các bạn sẽ đăng nhập cái số điện thoại hay Gmail mà các bạn lúc trước các bạn đã đăng ký. Thì các bạn sẽ đăng nhập. Ở đây thì số điện thoại thì các bạn sẽ đăng nhập số điện thoại của mình đã đăng ký là số bao nhiêu, 0914169845, và các bạn đánh mật khẩu. Nếu bước này các bạn không nhớ mật khẩu, đánh mấy lần không được, ví dụ như là A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Đăng nhập và nó báo là sai người dùng hay mật khẩu. Thì ở đây là không chính xác rồi. Và các bạn cũng không nhớ chính xác thì các bạn sẽ bấm vào giúp mình là quên mật khẩu. Bấm đặt lại bằng số điện thoại di động. Bên đây thì các bạn sẽ đánh cái số điện thoại các bạn cần lấy lại mật khẩu mà số điện thoại lúc trước chúng ta đã đăng ký. Bấm tiếp theo. Và chúng ta đánh chữ captcha ở bên tay phải. DS giống nhau các bạn nhé. DE. Và các bạn bấm tích trên cùng bên tay phải. Và các bạn hãy đợi server của hãng gửi một cái mã xác thực về Gmail cho bạn. Nó là 2433. Thì các bạn đánh vào đây. Và các bạn sẽ bấm chữ tiếp. Ở đây thì các bạn sẽ đánh mật khẩu từ 8 8 ký tự, ít nhất là 8 ký tự, có 3 ký tự số và các ký tự sau, chữ số, viết thường, viết hoa đặc biệt. Và ở đây thì các bạn sẽ đánh thường là các bạn sẽ đánh như này giúp mình nhé. Chữ tên của bạn này. Và các số thì là số không được liền nhau. 1 2 3 1 2 3 liền là nó không được. Ví dụ như 1 3 1 thì được ok. Nó không liền nhau. Nó sẽ tích vào đây. Và chúng ta sẽ bấm chữ kết thúc. Đến đây thì các bạn đã vào được chiếc camera của đã nhìn thấy chiếc camera các bạn đang cần xem. Nên là mình đã cài đặt lại được cái phần mềm xem camera Hikvision ở trên điện thoại và giúp chúng ta xem lại được những cái theo dõi được những cái hình ảnh của chiếc camera đem lại. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video phần khi các bạn thay đổi điện thoại hay là cài lại điện thoại và chúng ta cài lại phần mềm xem camera Hikvision đó là phần mềm HIK Connect, và chúc quý bạn thực hiện thành công.
Và khi bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Và quý bạn cần tư vấn, cần lắp đặt chiếc camera an ninh thì các bạn hãy comment ngay dưới video này, hay là các bạn nhắn tin Zalo số điện thoại.